sáng nay, Yến dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ phiên Lùng Phình. Ở đây, một tuần mới họp chợ một lần thôi. Ở những phiên chợ vùng cao, có món phở thịt lợn đen, ăn một lần là không thể quên. Nay em ra chợ, mua lạc với một ít đường nha, để về làm kẹo cho bé Lương ăn. Hai cô cháu đi từ sáng sớm, mua được bao nhiêu là thứ hay. Bé Lương là con chủ nhà mình ở nhờ. Bé rất bẽn lẽn, ít nói nhưng nghe thấy kẹo là đôi mắt sáng bừng lên. Tưởng gì chứ cái này đơn giản, cô Yến quyết định tự làm kẹo cho bé ăn nha. Về tới nhà là hai cô cháu bắt tay vào làm liền. Em bé ngồi bóc lạc cùng cô, hỏi gì cũng chỉ gật với lắc thôi. Đôi tay bé xíu, dễ thương vô cùng. Kẹo lạc là một món dễ làm, nguyên liệu cũng đơn giản. Các chị có thời gian thì làm cho các bé ở nhà ăn thử nhé. Bây giờ thì cho nha, cho đường vào trong chảo nóng. Khuấy thật đều thật kỹ nha. Cứ khuấy và đun như thế cho đến khi đường đủ độ già. Và đây là cách thử đường của mình. Để tăng thêm màu sắc và vị thanh mát cho kẹo, mình có thêm một chút bột trà xanh. Mọi người không có thì cũng không sao nha. Lúc này sẽ cho lạc vào đường nha. Đảo thật nhanh thật đều. Khúc này khó đảo lắm và vô cùng quan trọng. Tay phải khỏe làm thật nhanh không là cứng mất. Mọi người bỏ ra một cái mâm hoặc là một cái mẻ lá chuối như thế này. Dùng chai thủy tinh cán phẳng. Mình không có nên dùng tạm chai nhựa. Ngon không cô? Cắt nhỏ ra để cả nhà cùng ăn. Phải cắt luôn không lát nữa cứng là cũng không cắt được đâu. Trời ơi, em bé ngoan lắm. Nhìn đôi mắt em sáng. Cô chúc cho em có một tương lai thật sáng ngời. Mong con sẽ học thật giỏi, sau này làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình và cho mẹ nha. Ngoan quá chừng. Thích kẹo lắm nhưng cô cho mới cầm cơ, chứ không tự ý lấy kẹo đâu. Sắp đến lúc phải tạm biệt nhau rồi. Ở xem lại những thước phim này thấy bồi hồi ghê. Bà nội của Lương còn mang cho mình váy để mặc. Váy này là váy truyền thống của người Mông. Rồi tấm tắc khen, mặc như này đẹp quá, mặc thế này xinh quá. Giống như kiểu con cháu trong nhà ấy nhở. Giờ thì mời cả gia đình em Lương ra ngoài sân ăn kẹo cùng nhau thôi. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye.